mô hình khoanh vùng 3 lớp phòng chống dịch COVID-19. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi thôn xóm, tổ dân phố, mỗi cơ quan, đơn vị, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch COVID-19. Lớp 1. Chốt cách ly tuyệt đối khi đã có quyết định cách ly theo quy định. Lớp 2. Chốt mềm ở các ngõ để phục vụ sinh hoạt cộng đồng, nhắc nhở nhau thực hiện 5K, tổng hợp và tiếp ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến từng nhà, đồng thời tiếp ứng cho lớp 1 và lớp 3 khi cần. Lớp 3. Chốt mềm kiểm soát y tế, mọi người ra vào phải được đo thân nhiệt, ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ theo dõi. Ai không thật sự thì miễn vào, ai không thật sự cần thiết thì không nên đi ra ngoài. Nhất định không cho người đi đến ở vùng dịch ra vào.